Có Linh nhà không? Bà nhớ nó, bà thầm nó mà. Ai cho ông vào đây? Ông đi ra ngoài đi. Ông già, ông ra đôi giá đi, rồi vào ăn. Nè, ông đem ra ngoài kia mà ăn. Ủa ông nội, sao ông nội lại ngồi ở đây? Ông đi vào với cháu đi ạ. Dạ, ông vào đây đi. Linh, con về rồi hả con? Ra ăn cơm đi con. Dạ, ông ngồi đây. Linh, con ăn cái đùi này đi con. Mẹ đã dành cho con này ngon lắm. Dạ, ông ăn đi ông. Dạ. Ông kia, ai cho ông vào đây? Dạ, ông ngồi xuống đi ông. Cuối cùng thì con cũng đã biết rồi. Mỗi ngày mẹ thì ăn thịt cá ngon như thế này, nhưng lại để ông ăn bánh tiêu như thế này. Con đợi á, mai mốt mà ba mẹ già lên rồi á, là con cũng sẽ đối xử với mẹ như vậy. Thì coi cái cảm giác của mẹ như thế nào. Đi theo ông. Hằng lâu đỡ xin ghi á, bí thiên khai cầu kỳ đi hai đeo cô. Nà xin xây yên